tour nhanh ghê ấy, chạy như ô tô. Dạ có nghe chú ơi, dạ có nghe hả? Dạ vâng ạ. Dạ. Ủa? À dạ vâng 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 vâng. Dạ dạ dạ, rồi về kho hả chú? Dạ đã đưa. Dạ, xe phục anh phục ạ, để cháu gửi cho anh phục á. Dạ. Bốn mười bảy, chuẩn bị giao cho khách nhé các bạn. Thùng mọc đầy đủ. Thắng hơi ok. Quay được nói. Tua nó nhanh mà. Hơi lốc kệ, đèn đón xi nhan đầy đủ hết nha. Giờ anh chưa chạy quen thì cứ chạy đầu cho khỏe. Không chạy 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 đầu hoặc chạy chạy móc cũng được, chạy móc hay chạy chú em nghĩ chạy đầu đi. Cứ chạy 1 2 3 4 đi. Đưa em cục sắt đây. Vứt này. Cái này là tàn nhan, là nhan phải không? Đúng rồi, đã anh kéo đằng sau. Đúng rồi, đang ở tầng nhanh số 4 đấy. Về cái số 4 đấy. Con này không phải đạp côn để đề đâu nhá, nhưng mà nên cứ phải đạp côn sợ nhiều khi còn số ấy. Đấy là 1 2 3 4 bên đó. Gắn cái lốc kê nhả lốc kê đó nha, đang xài lốc kê nhá. Một là đây này, anh cứ nhớ là một là kéo vào người này. Đấy, hai này, ra này, ba này, bốn này. Như vậy là dễ nhớ. Ben là kéo về đằng sau đây, kéo về trước là nó lên nhá. Lên ben, kéo về đằng trước là lên ben. Đẩy về sau đằng xuống ben. Đấy, kéo về là số 1 đấy. Giả cái lốc kê nhấc lên. Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Chưa chắc chưa hết số rồi. Bên này cái số tay này, anh đẩy. Đây là số tay anh chưa vô hết thì sao? Đấy. Chưa vô hết số tay. Dạ rồi. Vai. Chưa vô được đó là. Chưa được.
số. Ờ, xe máy xi nhan ra và xi nhan sang. Dạ, chào anh nhá. Chạy xe kia chưa quen, trước chạy xe kia. Ok, chào các bác nha. Bác nào có nhu cầu thì sẽ alo cho em nhé.